Võ luyện đỉnh phong mặt trời lặn phía tây, nhân đạo đại thánh thuận thế mà lên. 9 năm thời gian qua mau, người cũng bước vào trung niên, mặt mặt vẫn là cái kia mặt mặt, độc giả lại đổi lấy một nhóm lại một nhóm. Tưởng tượng năm đó, võ luyện vừa ra, ai dám tranh phong? Cuốn sách này lúc ấy như mặt trời ban trưa, có thể nói là đỏ thấu nửa bầu trời. Mạc Mạc từ một vị không nổi danh tiểu nhân vật trở thành văn học mạng giới đỉnh cấp đại thần. Hắn là một vị đã từng đứng ở kim tự tháp đỉnh tiêm năng nhân, nhưng mà theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua xóa đi phong mang của hắn. Cho dù tốt tác phẩm cũng không nhịn được thời gian rèn luyện, không còn chút sức lực nào, cảm giác tự nhiên sinh ra, võ luyện đỉnh phong nhiệt độ cũng theo đó bị dìm ngập tại mênh mông trong biển tiểu thuyết. Không thể phủ nhận chính là cuốn sách này nó huy hoàng qua, đây là không thể che giấu sự thật. Võ luyện đỉnh phong đến cùng là sai chỗ nào, dẫn đến vô số người vứt bỏ hố? Đệ nhất, tác giả Mạc Mạc không có đem khống tốt tiêu chuẩn, không hiểu được thấy tốt thì lấy. Rõ ràng thời điểm tinh giới hoàng tất diệt đi đại ma thần, hẳn là ngày cuốn sách này kết thúc, nhưng bởi vì tác giả Mạc Mạc đặc lập độc hành, để cuốn sách này thay đổi hương vị. Thứ hai, võ luyện đỉnh phong góp chữ phó bản nhiều tới mức đếm không hết, nhân vật chính nhảy bản đồ đến độ hai chân như nhũn ra, tình tiết thay đổi thất thường cho người ta cảm giác không có chút nào mới mẻ. Khi đó võ luyện đỉnh phong thình lình đã trở thành góp số lượng từ thủy văn, nguyên nhân chính là như thế mà tồn tại. Mà fan hâm mộ nhóm thần trong lòng làm lại là trùng hợp tương phản, không bút tích, nhìn xem thư thái, giống như thân lâm kỳ cảnh, cảm giác tùy tâm mà sinh. Kết quả rất hiển nhiên, tại vì sau võ luyện đỉnh phong trong sách sớm đã cùng fan nhóm trong lòng võ luyện đỉnh phong, ly kinh bạn đạo, trở lên chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến độc giả võ luyện đỉnh phong vứt bỏ hố. Cũng bởi nguyên nhân này, Mạc Mạc sách mới nhân đạo đại thánh mặc dù ra mắt mấy ngày, đạt được lại là tiếng vọng thường thường, đánh bản cũng đang cố gắng đang tiến hành, truy tìm căn bản vẫn là tuyên truyền mở rộng cường độ không đủ. Mạc Mạc tuy có thanh danh, lại bởi vì võ luyện đỉnh phong, một sách tổn thương thấu đại bộ phận fan hâm mộ chi tâm. Võ luyện đỉnh phong phạm sai lầm, nhân đạo đại thánh đến gánh chịu sao? Sách mới nhân đạo đại thánh có thể nói là kẻ gánh chịu hậu quả. Mạc Mạc sách mới đưa ra thị trường ta cũng tiến hành hiểu rõ nhất định, viết quả thật không tệ, trước sau xử lý cũng có thể vòng nhân điểm, rất có nhận ra độ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là số lượng gửi, để nhân đạo đại thánh đến cổng nồi võ luyện đỉnh phong xác thực không công bằng. Ta cũng hy vọng nhóm bằng hữu có thể ủng hộ nhiều hơn một chút, dù sao gặp lại chính là duyên, kiếp sau chúng ta không nhất định có thể lần nữa gặp. Đồng thời cũng hy vọng tác giả Mạc Mạc sách mới nhân đạo đại thánh có thể quật khởi mạnh mẽ một đường trường hồng, đem tốt nhất một mặt giao cho trùng với người đám fan hâm mộ. Cũng hy vọng độc giả các bằng hữu ủng hộ nhiều hơn ta, điểm tán chú ý bình luận khu đi một chút, chúng ta cộng đồng thảo luận một phen.